Đây là pha quay xe 90 độ của chiếc xe máy xúc mini đây. Hai từ quay xe với con người thì nó có một cái gì đó không hay, không được tốt, nhưng đối với máy xúc quay xe thì là một chuyện đơn giản và là một cái kỹ năng làm việc khi muốn đi ngược lại cái hướng mình đang đỗ xe. Bây giờ thì anh ấy dùng cái lam, cái xe này có một cái lam ủi, làm mặt bằng rồi thì anh sẽ lấy cái lam ủi cái cát và các cái đất nó đang gồ ghề đây, ủi thẳng về phía đằng trước để tạo một cái mặt bằng cho nó nhẵn nhụi và bằng phẳng. Thì cái xe máy xúc nhỏ này nó cũng rất nhiều chức năng, ngoài cái chức năng chính là xúc tất cả các loại lên xe ben, xe tải, hoặc là đào các cái hố móng, hoặc là lậy bê tông giống như những clip mình vẫn hay làm. Thì nó chiếc xe xúc mini đó nó có một cái lam đằng phía trước đó mọi người, thì đè xuống và sẽ ủi ủi san ủi mặt bằng từ chỗ cao xuống chỗ trũng đó, cho nó bằng phẳng. Thì chiếc xe máy xúc nhỏ này nó rất là cơ động và rất là nhiều cái chức năng đó. Đang tạo mặt bằng tại khu vực mà làm cái công viên của chung cư 8X Plus. Thì hôm nay mình sẽ ghi lại những cái công việc tiếp theo của ngày làm việc thứ ba. Công trình thi công cải tạo vỉa hè và làm khu vui chơi nội khu tại chung cư 8X Plus, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Thì mặt bằng sau 2 ngày đã được xúc lớp mặt bê tông trở đi và cấp phối lại cái lớp cát mới này cho nó bằng phẳng và lu lèn. Thì hôm qua có lu bằng một cái đầm bàn nhỏ thôi, thì mình cũng có góp ý với mình và một số anh em làm cơ giới và xây dựng có góp ý với các thành viên ban quản trị rằng là chiếc lu đó thì nó chỉ làm mặt thôi, nó không có rẽ giặt, thì một lần đã làm là khó rồi, thì nên thuê một cái xe lu 500 kg. Ở trên cái clip trước ấy, mình cũng có đăng lên và cũng chia sẻ với các bạn cái xe lu 500 kg. Thì bây giờ ban quản trị đã thuê được một chiếc xe lu và cho anh em tiến hành lu cái nền hạ. Xin thân ái kính chào các bạn, chào quý vị khán giả, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Cơ giới Lê Dũng. Thì tiếp tục các công việc cơ giới, hôm nay mình cũng gửi tới tất cả mọi người tiếp theo cái clip mà đang thi công cái hạng mục làm nền hạ và vận chuyển cái đất thải dư tại chung cư 8X Plus, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, thì đây là chiếc cái màn ảnh nhỏ của quý vị là một chiếc xe lu càng. Nó là một chiếc xe lu tải trọng 500 kg. Vâng, thì chiếc xe này được đơn vị thi công cùng ban quản trị thuê về để lu cái nền hạ này cho nó xuống chặt rẽ đất. Sau khi đổ, sau đó sẽ đổ bê tông là lót gạch lên. Thì chiếc xe lu này thực ra là cũng không phải có bằng lái đâu, mà anh em công nhân chỉ hướng dẫn sơ một xíu thôi là ai cũng có thể là làm được. Đó, thì cái anh mà chủ cho thuê xe lu anh ấy trả tới bằng chiếc xe ba gác, xe lôi của Trung Quốc, thì đang hướng dẫn cho mấy anh em bên đơn vị thi công là chạy chiếc xe này. Mình thì mình cũng rất là quen thuộc với những chiếc xe này, thì cũng giới thiệu với anh em bạn bè là cái xe này đó là chiếc gọi là chiếc xe lu 500 kg, nó có thể rung lên tới 1.200 kg, nghĩa là gấp hơn 2 lần trọng lượng của nó. Nó chạy tới và chạy lui thì ở cái phần mà cái càng điều khiển nó sẽ có 2 cần số, một cái cần là đẩy tới thì nó chạy tới, một cái cần thì kéo lại thì nó lui, và dừng lại nó
sẽ có một cái động tác ở giữa là dừng xe lại. Thì nó cũng đơn giản vậy thôi. Nhưng cái này nó tốc độ của nó rất chậm, từ 0 tới 3 km/h, tùy theo cái nhu cầu của mình là mình lưu nhanh hay chậm. Cái này cái bộ phận mà cần số ấy, nó còn có một cái cần số gọi như là nhanh chậm nữa. Nếu như đẩy về phía trước bên tay trái thì nó sẽ chạy nhanh hơn, và đẩy về bên tay phải ngược lại theo cái cần số bên tay trái nó sẽ lưu chậm hơn, và ở giữa thì nó có tốc độ trung bình, nó sẽ cứ từ từ nó chạy vậy thôi. Đó, rất đơn giản nha mọi người, để nó tự nó chạy cũng được. Thì vận hành cái xe lưu này nó rất là đơn giản, nó chỉ có mấy cái động tác vậy thôi. Khi mà cái đường dài rộng như vậy thì mình cứ cài đặt cái hộp số rồi cứ tự nó chạy thôi. Còn nếu muốn chuyển hướng hoặc là muốn quay thì bắt buộc phải bẻ bằng cơ, bằng tay, bẻ qua bẻ lại thì nó sẽ chạy tới chạy lui, quẹo qua quẹo lại, còn tới lui thì cài cần số. Chiếc xe này thì nó cũng không hao bao nhiêu dầu, nó được đè lỗ bằng bình ắc quy. Đó, mỗi một lần mà muốn chuyển hướng là phải dùng hết sức đó, dùng bằng cơ tay của mình đấy, gọi là dùng cơ nhưng bằng cơ tay đó. Bẻ qua một bên thì nó sẽ chạy, chứ nó không có vô lăng lái vào, mà nó cũng không có cái như chiếc máy xới thì nó có hai cái bóp côn, nghĩa là bóp thắng một bên thì nó sẽ bóp bên trái nó quẹo bên trái, bóp bên phải nó quẹo bên phải. Nhưng chiếc này thì cái bánh nó bằng bánh đặc nên là mỗi lần di chuyển quẹo qua quẹo lại cũng rất là mất sức. Thì đây nó đang chạy ở cái hành trình sát những cái đường biên, thì những cái này thì tùy theo cái cấp phối mình cho chạy nhanh hay chạy chậm, chạy sát vào cũng được, tại vì cái bánh của nó, hai cái bảng cái bánh của nó đều to như nhau. Cái bề ngang của nó chắc được 60 phân, bề dài 60 phân, xin lỗi quý vị, bề ngang chắc đường kính là khoảng 40. Nó chạy bằng hai bánh. Đó. Chiếc xe này nếu như giá của thị trường ấy thì các đơn vị người ta cho thuê nó là 500 ngàn một ngày. Một ngày nghĩa là trả tới cho mình rồi để đó mình tự xử lý, sử dụng. Nó là 500. Còn cái tiền vận chuyển tới ấy, thì mỗi một lần chiếc xe nó trả tới và trả về tại cái điểm thuê là mất khoảng một lần là 300, hai lần là 600 ngàn. Thì cái chi phí đó thì đơn vị thi công và cái người thuê phải chịu. Chiếc xe này một ngày nếu mà chạy ròng rã khoảng 8 tiếng thì nó chỉ khoảng hết hơn 100 ngàn tiền dầu thôi mọi người ạ. Cái máy nó cũng nhỏ, cái này động cơ của nó chỉ có hai xi lanh thôi. Đó. Nhưng mà nó rất là hữu ích trong những cái vấn đề về thi công, làm lèn hạ, lưu lèn những cái vị trí mà nó không thể đưa xe lớn vào được. Vị trí này của mình, chỗ mà chung cư mình thi công ấy, nó còn rất nhiều những cái đường cáp chiếu sáng này, đường cáp nước này, đường dây điện nó âm ở dưới. Thế nên là cái xe lưu lớn mà lưu 2 tấn ấy, thì nó sẽ chắc hơn và nhanh hơn. Chỉ cần lưu một lượt qua là nó đủ độ rẽ, đủ độ chặt. Nhưng mà chiếc xe này thì chắc phải lưu ít nhất theo mình thì phải hai lượt, một lượt dọc và một lượt ngang. Chiếc xe lưu này thì nó vận hành theo cái trục, hai trục giống như cái trục con thoi ấy mọi người. Cái động cơ nó sẽ chạy bằng nhông xích. À, khi nó động cơ nó nổ, nó sẽ có một cái hộp số để chuyển cái nhông xích sang cái dẫn hướng của bánh, và cứ thế là nó chạy thôi. Chiếc xe này là chiếc xe nhãn hiệu Meiwa của Nhật. Thường thì về tới Việt Nam, người dùng xe lưu đa số là có Nhật thì nói tới cái thương hiệu là Sakai. Sakai là một trong những thương hiệu về cơ giới xe lưu là có tiếng mà rất nhiều người dùng, nó cũng thông dụng phổ biến nữa. Nhưng với những cái xe lưu nhỏ này thì rất là nhiều hãng sản xuất,
Thường thì ở Việt Nam mình thì nhập về toàn những loại xe second hand thôi mọi người ạ. Chiếc xe này có cái tự trọng nó là 500 kg, và khi bật chế độ rung nó sẽ có cái lực là rung là khoảng 1.200 kg, 1,2 tấn, tương đương với lại gấp hơn 2 lần trọng lượng của nó. Khi nó bật cái chế độ rung rung thì nó giống như cái đầm nha mọi người, nó sẽ làm cái bề mặt của nó được lén xuống nhiều hơn. Với cái kích thước ấy, thì chiều rộng của nó tổng thể nó có 640 mm thôi, 6 tấc 4. Còn cái chiều dài của nó tới được là 2,4 m từ cái chỗ người điều khiển tới cuối bánh. Cái chiều cao của nó thì nó cao có 1,2 m thôi, nên là vận hành vào các cái điểm chật hẹp hay là nhỏ thì nó rất là tiện. Cái động cơ này thì nó dùng cái động cơ là Kubota. Kubota cũng là một hãng chuyên về lông ngư cơ, sản xuất như là máy sới, máy cày đó, cũng là có Nhật. Cái tốc độ di chuyển thì mình cũng nói ban nãy, nó có hai cái chế độ, một chế độ là nhanh và một chế độ là chậm. Còn ở cái tốc độ bình thường thì nó để tốc độ trung bình, mình muốn đi nhanh cũng chẳng được, muốn chậm cũng không được. Vì cái công năng chính của cái xe nu là nó sẽ lèn cái đất xuống, nên là chỉ cần đi chậm, đi càng chậm bao nhiêu thì nó càng lún rẽ bấy nhiêu. Còn trường hợp mà nó gồ ghề khi mà đã xong rồi đó thì người ta muốn lướt qua một lượt thì nó sẽ bấm cái chế độ nó nhanh. Nói là nó nhanh thôi thì nó cũng chỉ nhanh hơn cái tốc độ bình thường một chút thôi, chứ nó không thể như là các cái phương tiện vận tải khác được, vì sản xuất nó ra cái công năng chính của nó là để lưu lèn. Đó. Cái anh công nhân xây dựng thì sau khoảng 3 15 tới 20 phút thôi, chưa tới 30 phút là anh đã rất là quen với cái thao tác vận hành chiếc xe lưu này rồi. Nó hữu ích và tiện lợi và hiệu quả rất nhiều cho những anh em thi công. Chưa dùng cái đầm cóc mà khi cái đầm bản ấy cầm nó cũng nhảy tới nhảy lui, nó cũng ê tay lắm. Mà trong cái quá trình mà mình nu ấy, nó sẽ cái bàn của nó chỉ khoảng một bên 40, một bên 25, thì nó cái tiết diện nó với cái mặt đất thì nó nhỏ và nó cũng không được đồng đều. Với cái xe nu nhỏ này thì quá hợp lý. Nếu không có những cái công trình ngầm giống như những cái ống điện này mọi người, đó, những cái ống điện chiếu sáng này, những cái ống điện mà sau này mình bắc những cái cột chiếu sáng, hoặc là những cái đường điện ngầm này sau này mình làm các giống như dây điện máy bơm đi ở trên, hay là các cái dây chiếu sáng làm cái khu vui chơi đó, thì nó có thể dùng cái xe lớn hơn. Bề ngang của cái khu đang thi công này là được 5 m, có thể dùng được cái xe 4 tấn cũng được, xe 2 tấn cũng được. Nhưng có một số cái góc như gốc cây rồi này kia đó, nó cũng vướng, và các cái trụ chiếu sáng, nên là dùng cái xe nhỏ này thôi. Dù rằng nó không rẻ thì mình sẽ làm 2 lượt, 3 lượt. Đấy. Bây giờ thì nó rất đơn giản. Những cái khoảng rộng như thế này thì các anh công nhân anh chỉ có để cần số chậm, cứ tự cho nó chạy thôi, tự nó lưu, tự nó vận hành. Đấy. Tới cái khúc nào mà nó vướng cái gì thì chạy ra trả lại cái cần số lại cái. Đấy. Nó như con robot đấy mọi người, cứ thế nó chạy thôi. Rất đơn giản. Cái phần này là đang để số chậm, để số chậm cho nó từ từ nó lưu cho nó chắc. Ai cũng có cái tính kiên trì lắm thì mới lái được cái xe này, tại vì cứ đi dòng dòng theo nó chứ muốn chạy nhanh cũng không được. Đây là cái vị trí sát với cái tường rào, là cái khu vực hồi trước ấy, nó là trồng những cái cây cảnh và cỏ. Thì khi cấp phối cái nền ở bên ngoài, lột cái vỉ hè lên rồi, vào bên trong này thì cũng cào cái lớp mặt đi rồi, thì sẽ nót vỉ hè phun từ ngoài vào trong cho nó đẹp. Thì các bạn thấy đó, nó xuống này, cái phần này không, mình thấy là nó xuống khoảng 5 phân so với cái đầm tay đã đầm rồi. Cái chiều hôm qua
là bên đơn vị thi công họ dùng cái đầm bàn đó, thì mình có xuống mình hỏi và mình được biết rằng là họ chỉ đầm bằng cái đầm bàn đó là xong thôi, chứ họ cũng sẽ không nu bằng xe lu. Trong khi họ nhận việc là họ ấy nhận như vậy, thì trong cái công tác đấu thầu và nhận thầu thì ban quản trị cũng là những anh chị em rất là có trách nhiệm với cư dân, nhưng mỗi người là một ngành nghề, mỗi người là một việc nên cũng không có biết tỉ mỉ sâu về cái quy trình xây dựng hạ tầng. Mình nói là không dành hết chứ không phải là không biết, xin lỗi là nói vậy các anh lại nói là sao mà biết các anh không biết. Mình có nói là nên là phải thuê một cái xe lu nhỏ, cái đường nó này nó rộng, nó vướng gốc cây, vướng trụ chiếu sáng thì cần một cái lu 500 kg. Và mình cũng hôm qua mình làm clip, mình cũng đã lấy cái hình và cái video ngắn của cái xe lu này, mình có ép vào cái video, cái clip hôm qua mình làm thi công ngày thứ hai đó, thì mấy anh cũng biết và mấy anh cũng có hỏi mình cái giá cả thuê, thì mình cũng nói cho các anh biết. Tại vì những cái phương tiện cơ giới này thì mình rất là rành, từ cái loại xe bé tới xe lớn, giá cả thị trường, thì để cho các anh ấy trả thêm cho cái đơn vị thi công. Nhưng theo cái nhận xét của riêng mình ấy, đã vào nhận thi công thì bắt buộc phải lu, lèn, cấp phối. Rồi những cái vấn đề đó thực ra là phát sinh là do mình thôi, khi mình hợp đồng từ đầu thôi. Chứ lu bằng cái bàn, quý vị thấy nếu như mà nó còn xuống được 5 phân nữa mà quý vị thấy giật đổ, cáng hổ, cáng bê tông lên, nó không gãy nứt ngay đâu, nhưng thời gian nó vài năm nó sẽ gãy nứt y như cái vỉa hè hiện hữu mà bị xới tung lên rồi đấy. Nó cũng bị một số điểm mà cấp phối ở dưới nó không đủ độ chặt, nó nứt, nó lún đó. Rồi cuối cùng bây giờ không cải tạo được thì mình sẽ xới lên mà mình bỏ hết đó. Nó uổng phí cái tiền vật tư này, nhân công này. Và cái sau này nếu như để tình trạng lún nứt thì sẽ mang tiếng, sửa đi sửa lại thì nó lại không giống ai. Cũng thấy một cái công việc theo cái gì mình biết, mình chia sẻ với mọi người, với các anh chị, thì thấy các anh chị cũng đã lắng nghe ý kiến và đã thuê được cái xe này về, thì mình thấy đó là một cái để bổ sung cho các anh chị những cái ý kiến và những cái kiến thức về sau này. Những cái vị trí mà đã hôm qua đầm xong rồi nhưng hôm nay đem cái xe này về nó nún xuống đấy, đặc biệt là cái vị trí sát tường nó xuống khoảng 5 phân nữa, thì giờ cấp phối ấy, theo mình biết là 10 phân rưỡi, gồm 5 phân bê tông và 5 phân cáng hồ để nót gạch, thì giờ nó nu rồi, nó xuống đi thì mấy anh lại phải căn cốt lại. Đấy, những cái phần như thế này là phải cấp phối thêm cát vào, chứ giờ đổ bê tông mà nó lún quá, đổ bê tông nhiều thì tốn thêm tiền vào đơn vị thi công, trong khi họ nhận cả cái nền này với cái kích cỡ và cái độ cao độ bao nhiêu thì nó đều chỉ đổ được bấy nhiêu thôi. 10 phân rưỡi là từ cái mặt nền đã lu nền rồi, tới khi hoàn thiện cái gạch nót nền thì nó dày 3 phân, thì mình nghĩ là chắc là khoảng 3 phân hồ nữa là 6 phân, và cáng bê tông khoảng 4-5 phân. Thì cái cấp phối bê tông hôm trước ấy, thì cũng nghe nói bên đơn vị nhà thầu họ sẽ chỉ cáng hồ thôi, nhưng mình cũng có góp ý kiến với lại một anh nữa xây dựng, các anh cùng chung cư, thì nên là đổ cái bê tông tươi, tại vì nếu cấp phối bằng cát thì nó bảo đảm vài năm nó sẽ lún nứt. Thì cũng thấy là các anh đã thay đổi là sẽ đổ bê tông tươi. Nó có một cái khó khăn là cái khu vực bên hông này nó gồm các cái hệ thống bể nước ngầm, bể nước phòng cháy chữa cháy, nghĩa là dọc cái đường này với bể nước sinh hoạt của cư dân ấy, thì mỗi một lần mà dọn bể, vệ sinh bể, xúc xả thì đều đưa lên trên nhóm của cư dân, mọi người cũng đều biết là đây là cái vị trí của cái bể, nên là cái tải trọng của xe tải
vào đây thì nó sẽ gây hư hỏng cái phần ngầm, nên là sẽ bê tông nó rất là nặng, không cho vào được. Thì cần phải một cái bơm cần, một cái bơm cần thì phải đứng từ ngoài cái công viên ấy, đưa cái cần vào khoảng 60 mét thì nó cũng bất hợp lý hơn. Cái bê tông tươi thì nó được cấp phối theo đúng cái quy trình của nhà máy, bao nhiêu phần trăm đá cát, bao nhiêu phần trăm bê xi măng thì nó sẽ ra mác bao nhiêu, nó được kiểm nghiệm kiểm chứng bằng cái chứng chỉ ISO. Cho nên là cái đó thì nó là rất là chắc chắn, rất là đúng tiêu chuẩn. Nhưng vì cái lý do chắc cũng vướng mắc những cái bể nước ngầm mà xe không vào tới được, thì mình mới nghe đâu đó là sẽ thay đổi, là sẽ đổ bằng bê tông tay. Đổ bê tông tay thì cũng được, những cái cấp phối và để quy chuẩn ra cái mác ấy thì các anh chị cũng phải giám sát cho nó đúng, chứ nhiều khi có thể nói là mác 250 hợp đồng nhưng người ta đổ bớt nửa bao xi măng nữa đi thì nó còn có 200 thôi, cũng một cối thì nó cũng khó. Mong rằng các anh chị cũng nghe tư vấn của mọi người và cùng chia sẻ giám sát cái đơn vị thi công này cho nó được tốt, cho mọi điều tốt đẹp nhất tới cái công việc đã thành công. Chứ thực ra mình cũng dân thi công, những người có tâm lắm họ mới làm đúng theo những gì họ nhận, kể cả về bên xây dựng. Thực ra thì cơ chế thị trường mà, cái gì bớt được mà không ảnh hưởng thì họ cũng sẽ bớt đầu bớt đuôi, hoặc là có thể công việc thì mình nhanh một xíu để mình giảm cái nhân công đi. Nói chung phong phú lắm, mỗi người thì làm thì có một cái thương hiệu, một cái trách nhiệm riêng. Nhưng nếu như những cái hạng mục nhỏ như thế này và những cái nơi mà chỉ làm một lần, cùng lắm là một hai lần, thì thường thì các nhà thầu người ta cũng không có quan trọng lắm giữ cái mình gọi là cái lần sau còn làm nữa, hoặc là giữ cái thương hiệu. Thì những đơn vị nhà thầu lớn họ sẽ làm những cái dự án lớn, thì khi đó nó được khẳng định bằng tên tuổi, bằng chất lượng rồi. Còn những cái hạng mục cải tạo sửa chữa như thế này thì những nhà thầu bậc trung, những nhà thầu cũng mình không nói là lớn lắm, những công ty đơn giản thôi họ sẽ nhận. Thì những nhà thầu lớn thì chưa chắc họ đã nhận với cái hạng mục chỉ có mấy trăm mét vuông này. Theo như mình biết, hỏi mấy anh ở ban quản trị thì hôm trước đọc ở trên cái lịch thông báo là 296,4 là thiết kế với cái giá 9 triệu đấy, là riêng. Còn thực tế đo làm ở đây nó có 220 mấy mét vuông. Đó là mình nghe các anh chị nói, chứ cũng chưa được kiểm chứng, chưa biết cái giấy tờ hồ sơ, cái bản vẽ hiện trạng nó ra sao. Với cái đơn giá là 129 triệu cho cái phần trọn gói, cái phần vỉa hè và công viên này, bao gồm là xúc cái vỉa hè cũ, xúc cái rác, đất xả bẩn dư trở đi và san ủi mặt bằng, lu nền. Sau đó là đổ một lớp hồ năm ne, 5-6 phân rồi đó. Sau đó là nót cái gạch vỉa hè giống như cái vỉa hè mình sới đi đó. Thì giờ có thay đổi một chút để là đổ cái bê tông tươi, nhưng mà do cái xe nó không vào được thì chắc đổ bằng tay. Đổ bằng tay thì chỉ thêm một ít đá nữa thôi. Chắc là cái giá thành này cũng là phát sinh, mình cũng theo dõi xem nó phát sinh bao nhiêu để mình biết. Chứ thực ra cái này cũng là tài sản của cư dân và cũng là cái công trình chung của tất cả các căn hộ, nên mình có biết về cái lĩnh vực này thì mình chia sẻ, và mình cũng là một cái trách nhiệm giám sát cái công trình của chung chung cư mình. Bây giờ thì cái phần nu lèn thì cũng đã tương đối tạm ổn rồi đấy, ngày thứ ba làm việc. Đây cái đoạn cuối cùng còn hai cái xà đơn xà kép thì đã được cậu ra ngoài đường để làm nốt cái mặt bằng một cái góc cuối cùng này. Đó. Xe nu nó nu tới đây thì cũng chưa được một lượt đâu.
nhưng mà mình nghĩ là chắc trong ngày nay sẽ nu ổn cái phần hạ tầng này, có thể ngày mai đổ bê tông được. Thì cái xe máy xúc nó đang làm nốt cái phần cuối cùng đây. Vâng, rác cây cối xà bần được gom cào lại và sẽ chở đi, chắc thêm một xe nữa là hết, thêm một xe nữa. Còn cái phần này thì đã định vị lại mặt bằng tương đối phẳng và lưu một lượt thôi là nhìn đã ra cái mặt bằng tương đối đẹp rồi. Cái xe lưu này nó rất là hiệu quả nha mọi người. Thực ra ấy, vào những cái khu vực mà nó đang mềm này, nó xuống rất là ghê, không phải 5 phân nữa so với cái đầm bàn kia. Nếu như mà không lưu bằng cái này mà đổ bê tông lên hoặc đổ hồ lên luôn ấy, chỉ được một thời gian ngắn nó sẽ đứt gãy nổi lõm, khi đó sửa chữa lại rất là cực và phức tạp. Các cái xe nu này mà trên thị trường ấy, chắc nếu Siconhan mà nhập về Việt Nam ấy thì nó khoảng trên dưới 70-80 triệu đâu đó, nếu như cũ thì khoảng 40-50 triệu. Còn những cái bãi nó nhập những cái phương tiện này về thì ra ngoài khu vực Suối Tiên và khu vực Bình Chánh là rất là nhiều. Các bạn đi ra quốc lộ các bạn cứ nhìn thấy những cái bãi máy xúc hai bên vệ đường đó, cái khu Suối Tiên đó, là bên trong nó có hết các loại cơ giới. Thì chiều nay nói chung là thấy bên ban quản trị mọi người cũng rất là có trách nhiệm xuống giám sát. Lúc sáng thì mình xuống mình gặp thì anh Hiền trông coi. Sau khi anh Hiền đi buổi chiều thì có anh Trung. Vâng, thường thì mình thấy anh Trung đây, anh áo đen đó là anh Trung đó, là anh rất nhiệt tình, anh giám sát và anh lắng nghe ý kiến của cư dân. Thực ra thì mình cũng là một cư dân sinh sống ở đây và cảm thấy rằng mình có cái trách nhiệm khi mình biết được những cái vấn đề gì về thi công, mình chia sẻ với mọi người. Thì đơn vị thi công này thì mình cũng có một cái nhận xét là họ cũng rất là chăm chỉ và nhiệt tình. Làm thì mình thấy không phân biệt thầy thợ đâu. Người này buông cái này ra thì làm việc kia. Kể cả cái chú mà hôm kia mình gặp nói nhà thầu lớn tuổi đó. Là chú đây, hiện giờ là chú đang lái cái xe lưu ở đây. Thay nhau. Cái người này cầm thì nó bị rung, nó sẽ rất là mỏi tay thì lại thay người khác. Chứ một người mà cứ cầm cái càng này mà lưu nguyên một ngày thì chịu không nổi. À, còn cái anh mà có vẻ như là cán bộ ấy mà cắn cốt ở này kia thì anh cũng rất nhiệt tình, anh ấy làm. Mình cảm nhận là như vậy. Nhưng với cái bài bản theo đúng quy trình thì mình nghĩ là đơn vị thi công này cũng chưa có làm đúng quy trình. Và khi nhận thầu thôi, không biết giá cả giữa cái lúc mà thương lượng ra sao thì mình không biết, nhưng mà thực ra nếu như người thầu có tâm thì người ta sẽ tư vấn từ đầu. Ít nhất là phải lưu nền cho nó đàng hoàng cẩn thận. Thứ hai là phải cấp phối cái lớp bê tông. Sau đó nốt gạch lên thì nó sẽ bảo đảm cái công trình của mình nó được lâu bền. Chứ còn nếu như làm vài năm sau để lại cày xới lên làm lại, vừa tốn tiền vừa mất công vừa cản trở giao thông nội độ bộ, giống như của nhà nước ấy mà. Các bạn cứ thấy lâu lâu lại xới vỉa hè lên, bới lòng đường lên, đường thì mới làm mới tinh xong đó, lại đi cắt đào vỉa hè làm mấy năm thì thay gạch con sâu mẫu này mẫu kia. Cái đó của nhà nước mình không nói, nhưng cái này là có cái chung cái tiền của cư dân, nên là mình cũng xuống tham gia góp ý kiến. Thì thực ra các anh cũng không hài lòng đâu. Có thể là mình có ý kiến thì các anh thêm mất công sức, thời gian lính tráng thì các anh cũng không không được vui. Nên là hôm nay thì mình cũng không không xuống dưới này trực tiếp, mình ngồi nói chuyện. Tại vì thấy các anh ấy thấy mình thì các anh cứ kiểu như là có vẻ như là không thích và cũng hơi bực mình. Nhưng mà thôi, cũng là vì cái chung, mình cũng đóng góp một cái phần nhỏ bé của mình vào cái công việc chung của chung cư. Còn cái chuyện bực mình thì thôi cũng phải chịu. Cái
Buổi chiều nay thì mình đã thấy đổ được đá 1-2 rồi đây. Cái phần này nu nền chắc cũng tương đối là ổn rồi. Đó, chỉ còn làm lại những cái phần nó lún quá thì các anh ấy đã cấp phối thêm vào những cái phần mà những xe nu nó nu xuống. Thay vì cái cấp phối hai lớp đá và hồ gạch 10 phân rưỡi như hôm qua mình hỏi, thì bây giờ cái xe nu nó nu xuống nó sẽ thành mười mấy phân, thì các anh cấp phối thêm cát xả bẩn gì đó vào và nu lại. Còn đây là cái phần cuối cùng được chuẩn bị hoàn thiện, đó là cái xe máy múc mini là cào cái rác và cái xà bần chở cuốc lên cái xe ben và chở đi. Đây là xe cuối cùng nha mọi người. Thì tổng cái diện tích này thì mình thấy rằng hôm qua hôm nay chở chắc cũng được 8-9 xe rồi đấy. Cái xà bần này thì bên mình cơ giới mình hay thi công mình đi làm, thì thực ra những chiếc xe này đem đi bán lại cho người dân với cái xe 5 khối này thì được khoảng 600. Ai có nhu cầu săn lấp ấy thì người ta sẽ lấy cái này đổ vào. Nghĩa là khoảng 100 ngàn một khối, 120 ngàn một khối tùy theo cái xà bần. Mà bê tông không thì nó mắc hơn, còn cái đất thì nó rẻ hơn. Nhưng mà nói chung chung quy cũng khoảng được 600 ngàn một xe xà bần. Xe đất thì khoảng được 500, 400 rưỡi. Thì những cái hạng mục này như bên mình đi làm thì có thể là cho họ thôi chứ cũng không lấy tiền. Những cái xe ben này vào đây thì ghé đít xe vào thì múc đầy xe lên cho người ta thôi. Mấy cái đống cát mới đổ là mấy cháu thiếu nhi mấy này mọi người cho trẻ con xuống đây, chắc là cho quậy đây, lần đầu tiên mới được leo trèo lên những cái đống cát nghịch dơ dơ như thế này. Đó cũng là một cái trải nghiệm của mấy bé. Chắc cũng có người lớn trông đây, nhưng mà chắc cho quậy thoải mái rồi về tắm rửa. Video clip của mình tới đây cũng dài rồi, mình cũng xin tạm dừng ở đây. Và cũng là buổi chiều rồi, tiếp tục công việc của ngày mai thì mình sẽ quay và truyền tải tới mọi người cùng quý vị khán giả. Còn bây giờ thì xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại. Nếu quý vị xem video thấy hay hoặc ý nghĩa thì cho mình xin một like, một đăng ký hoặc một chia sẻ.